Xong rồi hôm nay toàn những người mà không có tóc lên với nhau hết. Thì tù hết sao đây không biết. Chị thì sao? Thưa cha, con là Maria Hoàng Thị Vui, con ở địa phận Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định ạ. Thưa cha, con nay con đến đây, con đến với lòng thương xót Chúa và con muốn làm chứng tình yêu của lòng thương xót Chúa đối với con được thay ơn ạ. Ơn thứ nhất là gì? Thưa cha, ơn thứ nhất là cách đây 2 tháng em gái con bị ung thư tử cung, đã đến giai đoạn bị hoại tử và bác sĩ phải mổ cấp cứu, để nếu không thì em con sẽ bị di căn. Bác sĩ gọi gia đình vào để chuẩn bị mọi tình huống xấu xảy ra. Trong khi đó em con là người khổ nhất trong 6 họ con. Tất cả mọi người trong 6 họ con và gia đình con đều cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nhắn tin cho cha. Thế nhưng khi mổ xong thì trong 1 tháng điều trị, em con đã xét nghiệm lại và hết mọi tế bào ung thư. Em con không phải truyền hóa chất mà cũng không phải xạ trị. Hiện nay em con đã ra viện được 1 tháng ạ. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Thưa cha, ơn thứ hai là con bị ung thư vú năm 31 tháng 7 năm 2017. Khi con đi thì con rất buồn rầu và con cũng nhắn tin cho cha mấy lần, cha mới trả lời. Và con sớm tối con cầu nguyện, con không dám xin Chúa cho con được khỏi bệnh, mà con xin Chúa là cho con được gặp thầy và thuốc, vì con nghĩ rằng con không xứng đáng, để Chúa ban cho con được cách khỏi bệnh luôn. Thế mà Chúa đã nhận lời con đã qua đợt bỏ hổ, hóa trường hóa chất, và giờ chị con chỉ có xạ mất 16 mũi, mà trong khi đó khi con nhập viện thì con đã nạp vào giai đoạn 3. Hiện nay con đã xuất viện được 3 tháng, người con đã khỏe mạnh, máu ung thư của con hiện nay xuống 0,88. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời con. Vâng.